Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Đồng Hồ Cổ của Dũng Hoàng. Và trong video ngày hôm nay em có gửi đến tất cả các anh em một chiếc đồng hồ rất là giá trị trong bộ sưu tập cá nhân của em. Và anh em nào mà lần đầu biết đến kênh của em thì rất là đơn giản thôi. Anh em vào kênh YouTube và các anh em gõ ở chỗ phần tìm kiếm chữ Đồng Hồ Cổ Dũng Hoàng. Và các anh em tìm kiếm là nó sẽ ra. Đây là kênh Đồng Hồ Cổ Dũng Hoàng của em. Em có hai kênh, thứ nhất là kênh Đồng Hồ Cổ Dũng Hoàng của em, thì anh em nhấn nút đăng ký này, và các anh em nhấn đây, nó có cái chữ thông báo này, anh em nhấn vào biểu tượng của chuông đấy, để mỗi khi em ra video mới thì tất cả các anh em đều xem được và biết được những mẫu đồng hồ mới nhất. Và đây là kênh Đồng Hồ Cổ Dũng Hoàng thứ hai em mới đăng ký anh em ạ. Và anh em cũng nhấn vào nút đăng ký này, cũng như là nhấn vào thông báo chỗ biểu tượng của chuông, thì anh em nhận được tất cả những cái video mới nhất em ra anh em nhé. Và trong video ngày hôm nay thì em có gửi đến tất cả các anh em một chiếc đồng hồ rất là đáng được sưu tầm trong bộ sưu tập cá nhân. Đó chính là một chiếc đồng hồ Bulova. Chiếc đồng hồ này gần như là một chiếc đồng hồ độc đáo, và kiếm được chiếc đồng hồ đẹp thứ hai tại thị trường Việt Nam mình gần như là không có anh em nhé. Nguyên zin nguyên bản, và đây là một trong những cái phiên bản đồng hồ Bulova càng bốn chân càng nghệ, rất là hiếm có anh em nhé. Và để không làm mất thời gian của tất cả các anh em thì em sẽ vào mô tả chi tiết chiếc đồng hồ này. Một bản Bulova, anh em biết rồi, cái thương hiệu Bulova là một trong những cái thương hiệu mà rất là phổ biến tại thị trường Việt Nam. Rất là nhiều những cái mẫu mã sản phẩm những cái thương hiệu Bulova, mà anh em nào mà chơi những cái chiếc đồng hồ Bulova vintage ấy, thì càng biết đến, bởi vì thương hiệu Bulova cũng rất là nổi tiếng. Nó là một trong những cái thương hiệu mà những cái năm đầu sản xuất ấy, thì nó sản xuất tại thị trường Thụy Sĩ, nhưng mà do nhu cầu sử dụng nhiều nên là nhà máy nó chuyển từ Thụy Sĩ sang Mỹ anh em ạ. Và những cái chiếc đồng hồ Bulova này thì nó cũng là một trong những cái phiên bản lâu đời của thương hiệu Thụy Sĩ, và nó chuyển những cái chi nhánh nhà máy sang đất nước Mỹ để nó sản xuất gia công những chiếc đồng hồ Bulova này. Nói về chiếc đồng hồ này thì thứ nhất là một cái khung vỏ và một cái dây. Tổng thể chiếc đồng hồ này thì nguyên zin 100% đấy, cả dây này, cả đồng hồ từ bên nước ngoài về như thế này anh em nhé. Nên là nó rất là giá trị. Độ mới phải tầm 98-99%, gần như 60 tuổi. Nó sản xuất vào những năm 1960, đến bây giờ mà độ mới nó còn như thế này, cá nhân em đánh giá nó gần như là một chiếc đồng hồ để tủ và không sử dụng anh em nhé. Thế nên là giá trị sưu tầm, giá trị thời gian rất là cao. Đấy, anh em thấy không, một cái dây nó cũng bọc vàng cùng tông màu với khung vỏ, và nó kết hợp vào nhã nhặn cực kỳ là đẹp và rất là vintage. Khung vỏ bọc vàng này, một cái dial nền mặt trắng nguyên zin, và các cọc số là các cọc số nổi ở vị trí 3, 6, 9 và 12 là các cọc số học trò. Bộ ba kim hoạt động mượt mà. Cái logo Bulova làm nổi, nó làm nổi lên, nhìn nó rất là sang, nhìn nó rất là sang anh em ạ. Phía dưới cọc số Bulova này có dòng chữ 23 UL. Đây là cái phiên bản đồng hồ chạy với bộ máy cơ con lên dây, và bộ máy thì có 23 viên chân kính. Dòng chữ waterproof đấy, thì waterproof nghĩa là tại thời điểm đấy là chiếc đồng hồ này có thể chống được nước anh em ạ, chống được nước nhẹ. Và anh em thấy không, một cái dial gần như là không có một cái nét thời gian nào, rất là đẹp anh em nhé. Và điểm nhấn của chiếc đồng hồ này phải kể đến, đó chính là bốn chân càng. Nhìn nó rất là điệu anh em ạ, nhìn nó rất là hiếm khó và nó rất là sang. Đấy, nhìn bốn chân càng hiện, và tí nữa anh em nhìn đằng sau nó mới hiện rõ được bốn cái chân càng, nó nhìn nó rất là độc. Về cái phần nước vàng thì tổng thể bọc vàng 10k con phiêu anh em nhé. Nước vàng còn rất là đẹp, nguyên zin, chưa có làm lại bất cứ một cái gì cả anh em nhé. Và tất cả những cái sản phẩm bên em bán ra đều là có thẻ bảo hành chính hãng, và không lai tạo, không spa, cũng là nguyên bản hết tất cả. Nếu mà anh em phát hiện ra những chiếc đồng hồ này là fake thì bên em hoàn tiền 100% anh em nhé. Bốn chân càng nghiện này, bọc vàng rất là sâu và
rất là đẹp. Cái thời kỳ đấy mà kiếm được những chiếc Bulova này phải nói là một trong những cái ý tưởng họ lên và cũng như gia công được chiếc đồng hồ này mất rất là nhiều chất xám anh em ạ. Cái nước vàng của cái dây chun Mỹ bọc vàng 10K này nguyên zin còn rất là đẹp, anh em biết rồi, cái nước vàng bọc vàng 10 nó rất là dày dặn anh em nhé. Chiếc Bulova này cũng khá là tinh tế, núm zin này, có chữ, có logo chữ Bulova, mụn zin 100% anh em nhé, độ mỏng hoàn hảo, đấy, anh em nhìn này, đấy, nó mỏng dính, mỏng bay trên cái nền tay và em tiến hành đo size để tất cả các anh em cùng xem. Đấy, chiếc đồng hồ có size chuẩn là size 33 mm và nó độ mỏng nó khoảng là 8,8 mm anh em ạ, mỏng dính. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Chiếc đồng hồ Bulova càng nhện hiếm có tại trường Việt Nam mình. Anh em thấy không? Sang rất là sang luôn. Anh em mặc quần âu áo sơ mi cũng như là diện những cái chiếc đồng hồ này phải nói là ra ngoài đường thì tất cả mọi người đều hút ánh mắt về cái chiếc đồng hồ này, bởi vì tại trường Việt Nam mình gần như là không có, mà nhiều khi anh em có tiền mà cũng không thể tìm được, rất là ít anh em ạ. Đấy, nó khó là ở cái chỗ đấy, còn bây giờ đồng hồ đời mới 20-30 triệu thì rất là nhiều, anh em có thể bỏ tiền ra các anh em vào hãng để mua, nhưng cái chiếc đồng hồ này thì cái công sức của em sưu tầm được rất là khó và gần như là anh em mà sở hữu được chiếc đồng hồ này về mà lưu giữ làm kỷ niệm cũng như là trong bộ sưu tập của mình thì rất là quý giá anh em nhé. Chiếc đồng hồ rất là đẹp và chiếc đồng hồ này thì shop đồng hồ Dũng Hoàng em đang giao lưu là 15.500.000 đồng anh em nhé. Một cái giá cá nhân em đánh giá về cái độ sưu tầm, về cái độ mà giá trị của nó tại thị trường Việt Nam mình cũng rất là vừa phải và phù hợp. Nhiều khi anh em 15 triệu anh em mua đồng hồ, nhiều khi không biết mua cũng mua phải đồng hồ hàng fake, nhưng mà những cái chiếc đồng hồ này thì không thể fake được anh em nhé. Đồng hồ xưa thì không bao giờ có thể fake được, bởi vì là những cỗ máy của nó ấy, phải là những cỗ máy của đúng chiếc đồng hồ này thì nó mới hoạt động và nó mới vừa vặn được anh em ạ. Mà anh em biết rồi, kiếm được những chiếc đồng hồ này thứ hai tại thị trường Việt Nam mình không có anh em ạ. Đấy, nên là anh em biết là cái giá trị sưu tầm và cái giá trị thời gian nó ở chỗ nào đấy. Và chiếc đồng hồ này thì shop đồng hồ của em thì nghề bảo hành 6 tháng về tất cả các lỗi kỹ thuật anh em nhé. Anh em mua thì sẽ có một cái phiếu bảo hành chính hãng của shop đồng hồ của em. Và đây là một cái cà phê Z shop của em. Đấy, phía sau thì có hotline này, Zalo, YouTube này. Anh em có thể vào và có thể check là ra được tất cả. Và shop đồng hồ của em thì bán hàng dựa trên cái yếu tố niềm tin và tất cả mọi thứ là bán hàng bằng cái tâm, nên là tất cả các anh em cứ yên tâm giao lưu đấy ạ. Anh em chỉ cần chiếc đồng hồ này phù hợp với tất cả các anh em, còn lại là thì các anh em mua, còn lại tất cả về phần máy móc cũng như là tất cả về cái độ nguyên zin các thứ thì bên em cam kết hàng chính hãng anh em nhé. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã luôn tin tưởng và ủng hộ shop em trong suốt thời gian dài vừa qua, và anh em hãy đăng ký kênh để mỗi khi em ra video mới thì tất cả các anh em đều xem được và những cái mẫu đồng hồ giá trị đáng được sưu tầm anh em nhé. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em.